ra xem đầu xóm nay có đoàn rước dâu ngang. Áo thè khăn xếp đàn trai, sau khay trà banh xôi trái cây lụa đầu. Đôi đàn mâm lễ cùng trao, bay đường rước dâu nên duyên nồng thắm. Trên cánh đồng hương lúa bao la, đôi bên lòng lấy trong áo hường áo hoa ngàn. Xóm trên thôn dưới gần xa, tới vui ngày cưới trong tiếng lân rộn ràng. Đôi hàng xe pháo rình rang, thiên hoa lòng cấm đường làng xôn xao. Kìa kìa cô dâu xinh quá xinh à ngang, bên chú rể hiền quá xá là trời men. Chúc qua đôi trai gái thiền quyên, mối duyên mang nồng nghĩa tình phu thê. Quá xá là vui, đi ăn cưới thiệt vui, gái trai nhảy đầm cùng cô bác đơn ca. Xui gia đôi đàn hoàng ca, kết giao thăm tình ta hãy cùng nâng ly. Ai ba vô xin chúc mừng tăng lang, ai ba vô xin chúc mừng tăng nương, vui sống chung bạc đầu chúc phúc cái bền duyên lâu. Một hai ba vô, trai gái làng ăn cưới bên nhau, nâng ly rộn rã mong tới mình rước dâu ngang. Cưới em mau cưới liền mau, bông tay nhận cưới thêm sáu khay rượu trầu. Anh dìa xin má cùng ba, ra duyên là cưới mình về bên nhau. Đôi bên lộng lẫy trong áo hường áo hoa ngang. Xóm trên thôn dưới gần xa, tới vui ngày cưới trong tiếng lân rộn ràng. Đôi hàng xe pháo rình rang, thiền hoa lòng gắm đường làng xôn xao. Kìa kìa cô dâu xinh quá xinh à ngang, bên chú rể hiền quá xá là trời men. Đôi trai gái thiền quyên, mối duyên mang nồng nghĩa tình phu thê. Quá xa là vui, đi ăn cưới thiệt vui, gái trai nhảy đầm cùng cô bác đơn ca. Xuôi gia đôi đàn quan ca, kết giao thăm tình ta hãy cùng nâng ly. Hai ba vô xin chúc mừng tăng lang, hai ba vô xin chúc mừng tăng nương, vui sống chung bạc đầu chúc phúc cái bền duyên lâu. Một hai ba vô, trai gái làng ăn cưới bên nhau, nâng ly rộn rã mong tới mình rước dâu ngang. Cưới em mau cưới liền mau, bông tay nhận cưới thêm sáu khay rượu trầu. Anh dìa xin má cùng ba, ra duyên là cưới mình về bên nhau. Cái anh dìa xin má cùng ba, ra duyên là cưới mình về bên nhau. Đám cưới quá trời vui bà con ơi. Cho em tháng năm vẫn luôn đồng đầy, và không quên lời hứa mãi không đổi thay. Tình yêu đắm say giống như gió và mây, tình ta mãi ngất ngây đến sau này. Này em ơi em có hay, khi đã yêu em rồi là trong anh lòng chỉ có em mà thôi. Vì yêu lắm nơi, dễ yêu lắm người ơi, mà yêu một người mới khó thôi. Lòng cần một người cùng anh bước đi trong cuộc đời,
ngày hôm nay thì ngày lành tháng tốt và giờ đại cát đại lợi với họ nhà trai chúng tôi đã đón dâu về đến gia đình. Và trước tiên thì họ nhà trai chúng tôi hết sức là vinh dự được đón tiếp quý tộc nhà gái đã quá bước sang nhà trai chúng tôi. Và nghi thức đầu tiên này thì em cháu xin phép được mời cô dâu chú rể thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên để xin phép buổi lễ được tiến hành. Rồi hai em để cái hoa tai xuống dưới bàn đây, hai đứa cần thắp hương lên bàn thờ. Dạ kính thưa quý tộc, và ngay bây giờ thì cô dâu chú rể hướng về ngoài trời để kính lễ trời Phật bằng ba lễ cúi đầu. Hai em kính lễ, nhất lễ, nhị lễ, tam lễ. Rồi hai em cùng qua chỗ vô bàn thờ gia tiên. Dạ kính trình, cứu sinh cửu quyền, thất tổ bên nội và bên ngoại về đây chứng giám. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, nhằm ngày 12 tháng 2 âm lịch năm Giáp Thìn. Họ Trần của chúng ta xin phép được tổ chức lễ thành hôn cho cháu của chúng ta là chú rể Trần Gia Hoàng sánh duyên cùng cô dâu Sơn Kim Hạnh. Và trong ngày lễ hôm nay thì hai họ chúng ta cũng đang chứng kiến cô dâu chú rể đang đứng trước bàn thờ gia tiên của họ tộc ta. Và kể từ giờ phút này, Gia Hoàng và Kim Hạnh chính thức là vợ chồng của nhau. Và hãy xem người bạn đời của mình cũng như chính bản thân mình, cho dù có như thế nào, dẫu có ra sao thì hai em cũng phải một lòng một dạ, yêu thương, đùm bọc, che chở cho nhau đến suốt cuộc đời. Làm được như vậy thì hai em mới chính thức là làm nên hạnh phúc. Đó là lời của các bậc tiền nhân đã chỉ dạy, hai em hãy khắc cốt ghi tâm. Và để thực hiện lời hứa đó, hai em hướng về bàn thờ cửu quyền kính lễ bằng bốn lễ. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi. À chú rể ơi, kéo một cái ghế tới đi em, kéo cái ghế xích ra tí xíu. Em đứng lên. Dạ ngoài. Được không? Được không? Một chỗ một cây thôi các bạn ơi. Hai cây. Đúng rồi đó. Rồi, hai em bước xuống. Rồi, hai em cùng chung tay nghiêng đôi đèn vô, thắp nến lên. Nghiêng nghiêng tí xíu đi em, cho nó cháy to hai dựng lên, nghiêng xuống. Ờ đó, vậy đó. Cho nó cháy chậm tí xíu đi. Tại vì sáp nó chảy ra, nó có chất dầu nó to hơn. Rồi, được rồi em, nghiêng lên. Đó. Quay rồng phụng chở ra ngoài kìa. Rồi, đúng rồi. Đứng sát dai vô. Rồi, hai em hướng về ngoài trời, kính lễ trời Phật bằng ba lễ cúi đầu. Nhất lễ, nhẹ nhẹ thôi, nhị lễ, tam lễ. Rồi hai em cùng quay trở vô bàn thờ gia tiên, cùng quay úp vô. Đúng rồi, quay gì đó. Rồi nhìn thẳng về bàn thờ gia tiên, cầm chung đôi đèn. Đó. Một lần nữa cứu sinh cửu quyền, ban phúc lành cho hai mái đầu xanh trọn ước nguyện, chung xây tổ ấm đẹp lòng mẹ cha. Hai em cúi đầu bằng bốn lễ. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi chúng ta thượng đăng. Gia Hoàng bước lên đi, từ từ thôi. Thì kêu để ngay giữa đi. Đó, đôi đèn cháy thiệt đẹp phải không? Dạ kính thưa quý tộc hai họ, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức thượng đăng xong thì giờ đây cô dâu chú rể có hai lễ chào đến quý tộc hiện tiền ngày hôm nay. Hai em cúi đầu bằng hai lễ. Nhất lễ, nhị lễ. Và ngày hôm nay thì cô dâu Sơn Kim Hạnh chính thức là vợ của cháu trong gia đình chúng ta, đó là chú rể Trần Gia Hoàng. Thì ngay bây giờ cô dâu xin phép được ra mắt và kính ly rượu lên ông bà của họ nhà trai. Và ở đây thì cháu cũng thấy là có má nội và má ngoại là người lớn nhất bên họ nhà trai. Thì như vậy cô dâu bưng hai chung rượu lên để mời má nội và má ngoại. Má nội thưa má ngoại, thì ngày hôm nay hai họ chúng ta đón nhận thêm một thành viên mới nữa, đó là cháu Sơn Kim Hạnh, là cháu dâu của gia đình chúng ta. Thì ngày hôm nay chính thức cháu dâu bưng hai chung rượu hiếu kính này dâng lên má nội và má ngoại để mừng ngày hạnh phúc cho hai cháu mình. Rồi cô dâu ơi, dối qua mời má nội cái đi cưng. Rồi má nội khoan uống nha, rồi tới má ngoại luôn. Hai bà cùng ly lại cái coi, mừng hạnh phúc cho cháu mình coi. Rồi mời má nội má ngoại cạn chung luôn, mừng hạnh phúc của cháu mình. Chăm chăm nghe, 50 nói nè. Quà
Hoàng nín sát sát vô rồi. Má nội và má ngoại sau khi dùng chung rượu thì má nội má ngoại cũng có phần quà để mừng ngày hạnh phúc. Thì nhân ngày hạnh phúc hôm nay thì mời má nội hay má ngoại gì dặn dò chúc phúc cho cháu mình không à, đặng con thu tiếng. Chúc cho hai đứa trăm năm hạnh phúc, sống thế răng long đầu bạc. À, rồi tới phần má ngoại. Thôi thì má ngoại cũng như má nội rồi chúc mừng hạnh phúc cho cháu. Năm nay xin cháu mới luôn. Rồi thì hai em hướng về. Rồi hai đứa em hướng về má nội với má ngoại nè, cúi đầu đáp lễ cảm ơn má nội với má ngoại bằng hai lễ, nhất lễ, nhị lễ. Rồi thay lời hai cháu chúc sức khỏe má nội với má ngoại thật nhiều. Mời đại diện cho cô hái đây. Rồi tiếp tới là mời sứ cũ luôn, sứ cũ ơi nhận chung rượu của hai cháu mình à. Đó, khoan ông ơi, ngồi xuống luôn đi, ngồi xuống luôn đi, bị chỗ hẹp em ơi. Rồi sau khi dùng chung rượu lễ thì sứ cũ và đại diện của cô hái có quà cứ tặng cho cháu. Cái này là dì cũ hồi nãy giờ qua hai ba lần nhưng mà nhà không có ai dì cũ gửi. Mở ra đi sơ cũ ơi. Sơ cũ đứng á. Rồi. Cái này của sơ cũ chiếc nhẫn phải không? Rồi bây giờ sơ cũ tặng thì sơ cũ đứng đây đeo cho cháu dâu đang chụp hình coi. Rồi. Sư côn hả? Giới thiệu theo cháu nó gọi á, giới thiệu theo cháu nó gọi á. Rồi côn phải không? Côn lận á. Rồi chơi lùi vô đây nè. Chơi lĩ lùi đây nè. Đứng đây. Rồi. Đó, tặng cho cháu thì đeo. Rồi, ok. Còn một chiếc nữa. Chiếc đây của ai gửi đúng không à? Đây là của dì cũ. Con Quang hả? Dì cũ. Của dì cũ. Ngộ côn, sa côn nữa. Rồi, ngộ côn, sa côn. Rồi, cháu dâu ơi, mời sa côn với ngộ côn. Khoan. Giống dầu hồ đấy phụ. Rồi, sa côn với ngộ côn có tặng quà cho cháu thì tặng luôn à. Dạ, khoan. Chưa. Rồi, bây giờ hai ông ngồi xuống. Đâu, hai món quà nãy đâu rồi? Hai ông dịnh coi. Rồi, với một tay dịnh chiếc nhẫn. Rồi, chị nhìn đi các bạn. Minh chứng. Rồi, mời sơ kiểm với dì trịch. Nhìn đây luôn. Nhìn đây Hiến, nhìn đây nè. Rồi, đừng ảnh luôn. Tươi lên. Bữa nay được mùa rồi cưng ơi. Được mùa rồi, trúng rồi. Rồi bây giờ thì cái này gì chẹt phải không? Rồi gì chẹt tặng chiếc nhẫn bằng vàng 24. Rồi sới cô thì tặng quà bằng tiền. Đây là sới kiểm hả? Rồi sới kiểm chúc mừng cho cháu vài lời coi nè, em Thu coi nè. Chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc nha. Rồi. Đưa cái tay cho chị cầm á, rồi cho Phan. Đúng rồi, Vĩnh, đúng rồi. Rồi. Rồi, tập trung qua đây nha. Rồi, ok, xong. Nhìn đây nè, nhìn má ảnh nè, đại ca. Rồi, xin mời thành viên tiếp theo. Sa Trệt với Trệt Dũng gọi theo cô dâu chú rể. Rồi, xin mời Trệt Dũng với Sa Trệt. Rồi, Trịnh Dũng với Sa Trịnh có quà cứ tặng cho cháu. Rồi, xin mời hai ông có lời nào đó đẹp để chúc mừng không? Rồi, hôm nay thì cháu dâu bưng hai chung rượu mời sế cô với cô Thúy. Rồi, sế cô với cô Thúy nhận chung rượu của cháu. Hai tay, một tay để đất, một tay để đây. Rồi, cầm nhìn nó cười. Nhìn về phía ngoài coi. Chưa, chụp hình trước. Sế cô không làm thiệt luôn. Hôm nay á, ngày vui của hai đứa. Sế cô chúc Cứ nói đi Thu tí. Sế cô chúc ngày vui hai đứa. Sế cô chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc. Sống hai vợ chồng sống hòa hợp, không có gây lộn cãi lộn nghe, vui vẻ nghe. Rồi đây là cái phần quà của cô Mai ở trên Sài Gòn gửi
gửi quà mừng cưới cho hai đứa con. Còn đây là cái phần quà của sư cô, trợ vốn giúp cho tụi con làm ăn phát tài, sống cố gắng sống hạnh phúc và làm ăn cho đặng được nghe không, để có với người ta. Rồi, ở đây là phần của cô Thí. Sư cô sẽ là một cái MC tương lai luôn. Sư cô hay hơn em là phần của cô Thí với bà bác ở trên Sài Gòn gửi chúc mừng hai con trăm năm hạnh phúc. Rồi hai em cúi đầu cảm ơn sư cô với cô Thí nè, nhất lễ nhị lễ. Rồi nhìn mấy ảnh. Rồi thay lại hai cháu cảm ơn sư cô và cô Thí rất nhiều. Cung mày lấy tiền nhiều quá cung mày. Bắt đầu. Rồi hôm nay nàng dâu chính thức mời mẹ chồng chung rượu ngày cưới. Em rồi bên đây là em ruột của mẹ thì cháu nó gọi bằng gì? Bằng ý phải không? Ý. Rồi ý ơi. Nhìn về phía ngoài, nhìn về phía ngoài ạ. À. Rồi, cạn chung rượu mừng ngày cưới. Có chúc mừng hai cháu gì không? Khoan để tặng quà trước cái đi. Ý. À, ý mừng ngày cưới bằng quà bằng tiền. Rồi đây thì mẹ tặng cho con cái gì đây? Mẹ tặng cho vàng 5. Tặng cho con chiếc nhẫn bằng vàng 24. Năm số 9. Mừng ngày hạnh phúc của con trai đã tìm được một nửa yêu thương của mình. Ê, đừng gớt chiếc nào nghe, gớt tao lụm liền á. Của Trung. Rồi, của Trung. Bắt đeo đại đi. Rồi, rồi. Đeo, đeo. Rồi, đừng có xét quá. Rồi, rồi, quay qua nhìn nè, quay qua nhìn nè. Rồi, đây nha. Rồi thì khoan, nhân cái ngày hạnh phúc hôm nay thì mẹ chúc phúc cho con hay là dặn dò điều gì đó trong cuộc sống này à, xin mời mẹ phát biểu. Nói vài lời. Cứ nói đi chị. Chúc cho con hai đứa hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc. Làm sống thế nào răng long đầu bạc. Rồi. Hai đứa em thì nghe lời dặn dò của mẹ xong thì hướng về mẹ với ý, cúi đầu cảm ơn mẹ với ý bằng hai lễ, nhất lễ, nhị lễ. Rồi Hiếu Huy với Cửu Nam. Ồ, cho mượn cũng lời quá ha, được chung ha. Vớt Hiếu Huy mẹ thiệt đầy luôn. Sao uống trời Huy? Cạn luôn. Rồi mình tặng quà chưa? Có bên này dự bị của Nam. Rồi xong bên đó rồi diễn viên chính tặng rồi. Cháu gì không? Rồi mời Hiếu Huy với số phải không? Gọi bằng gì? Anh hai chị hai. Rồi anh hai chị hai bưng chung rượu lên. Khoan uống. Nhìn gì phía ngoài chụp trước cái đẹp coi. Em Hạnh ơi cầm cái bông. Cầm cái bông lên tay luôn Hạnh. Cầm bông lên tay luôn. Khoan cho cầm cái bông đi. Cầm bông cho nó đẹp đi. Đó, rồi anh hai chị hai nhìn gì phía ngoài. Trời, bóp eo nữa. Dặn bóp eo nữa. Rồi anh hai chị hai tặng quà. Chúc hai mày trong năm hạnh phúc. Để chúc hai đứa em, chúc hai đứa em trong năm hạnh phúc. Có chúc đỉnh món quà để làm ăn. Rồi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ủa chuyện hả? Ngồi xuống. Ủa ngồi xuống hả? Tụi Hiên chúc hai đứa em trong năm hạnh phúc. Sau này làm ăn phát đạt, giàu có thì đừng quên tôi hiên được rồi. Đó. Rồi vậy đó. Mà khoan, hai đứa em nó thương nhau chứ chưa biết hôn là gì hết trơn. Giờ anh hai chị hai hung mẫu cho em nó coi. Đây, để tôi hiên hung mẫu cho hai đứa em coi nè. Đây. Đó. Bây giờ mọi người có muốn con dâu chú rể hung kế không ạ? Có thì vỗ tay cho nó đi ạ. Rồi xin mời tiếp theo ạ. Mời ba nó vô, mời ba vô. Mời Hiên Nhân vô. Hiên Nhân vô hả? Rồi bây giờ. Rồi, chủ hôn à, chủ hôn trai và đây là sư cô. Rồi. Rồi đứng dậy luôn. Buổi lễ ra mắt tại tư gia nhà trai, tức là buổi lễ chịu lại đã xong, thì giờ đây ông bà chủ hôn họ nhà gái đưa dâu sang đây thì cũng có mang theo một phần quà để gọi là hồi môn cho con gái theo chồng. Thì giờ đây cô dâu với chú rể bưng hai chung rượu mời ba mẹ cái đi, rồi ba mẹ hãy tặng quà. Thế nè Vĩnh Trung nhìn về phía ngoài giùm em chú rể. Khoan nhìn về phía ngoài giùm em cái đi ạ. Nhìn máy chụp hình bên đây nè, máy bìa. Cô cho chú rể từ từ lên em. Rồi xin mời hai ông bà uống ly rượu mừng của rể và con gái. Mời.
Rồi xin mời mẹ tặng quà cho con thì cứ đeo đi cho con gái. Cầm cái bông lên đi Hạnh, cầm bông lên tay em. Rồi cái tay để lên bó hoa cho mẹ đeo. Ngửa cái tay lên cho mẹ đeo dễ hơn. Ngửa cái tay lên, đúng rồi, đeo vậy nó dễ hơn. Rồi khoan ngắt cái máy đi Thuận ơi, ngắt máy nha. Rồi tiếp theo đeo chiếc kiềng luôn. Chiếc kiềng mày. Lùi cái tay lại ra phía sau này đeo dễ hơn chị. Rút cái tay lại, đó vậy đó. Rồi sửa cho ngay ngắn lại cái đi. Rồi đứng lên cho em đi chụp hình cho nó đẹp vậy. Cô dâu ôm hôn mẹ cái coi. Đúng rồi, hỏi coi. Thì trong các tiệc cưới hỏi của người Hoa cũng như người Kinh thì không thể thiếu chầu cao. Và chầu cao hôm nay thì tượng trưng cho sự cay nồng ấm lạnh có nhau. À, thương nhau thì trao nhau đôi miếng chầu cao để tình đôi lứa bên nhau thêm đậm đầy. À, hôm nay thì họ Trần và họ Sơn cũng đã sum vầy. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn chúc phúc cho đôi trẻ đời đời bên nhau ạ. Rồi hai em cùng bưng chế vô trong phòng đi, rồi lấy chồng cao ra. Dạ, kính trình đến tổ đường, tổ phụ ông bà, bên nội và bên ngoại, củ quyền thất tổ. Hôm nay là ngày 21 tháng 3, nhằm ngày 12 tháng 2 âm lịch. Họ Trần của chúng ta đón nàng dâu và xin phép tổ đường cho phép họ Trần chúng ta kết nạp thêm một thành viên mới nữa, đó là cháu dâu Sơn Kim Hạnh, là vợ của cháu trong chúng ta là Trần Gia Hoàng. Thì ngày hôm nay Gia Hoàng và Kim Hạnh chính thức là vợ chồng của nhau. Xin phép được đứng đây khấu kiến bái lễ tổ đường bằng bốn lễ cúi đầu. Hai em cúi đầu bằng bốn lễ: nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Rồi, hai em thượng hương lên bàn thờ cửu quyền.